Ok, như vậy lời khánh thành nè, rồi xúc cung đắng đầu tiên. Wow, chủ tịch ăn xúc gì, chủ tịch ta xúc con cái không ngoại? Rồi ok, chủ tịch ăn đang làm lễ động quan cái hồ bơi các bạn. 2000 years later. Hiện tại là đã tới mùa Covid thứ hai. Tụi mình đào từ cái mùa Covid thứ nhất và hiện tại là mùa Covid thứ hai, tức là khoảng 6-7 tháng các bạn. Và kết quả là tụi mình đã đứng trước được cái băng gôn khánh thành cái hồ bơi các bạn ơi. Nói chung là rất là mừng luôn mới có thể hoàn thành được cái hồ bơi này. Bây giờ mình sẽ cắt cái băng rôn này và nói chung là hai mặt cái hồ bơi của team mà mình nha các bạn. Nói chung là mấy cu nó sẽ làm việc ở đây. Thì cảm thấy mà bức xúc hay nóng đực hay bực bội gì đó thì có thể tắm dưới cái hồ bơi đó các bạn. Nói chung là hồ bơi này là vừa quay clip mà vừa còn để dành cho chỗ tụi nó xả test nha. Ok chưa? 3, 2, 1. Rồi quẹt hay mà luôn, quẹt hay mà luôn. À, nói chung là bây giờ là tụi mình chính thức gọi là hai bạn cái hồ bơi của team mình các bạn. Mình mua rất là nhiều trái cây và đồ ăn ở đây, là một cái gọi là bữa tiệc hồ bơi các bạn, bữa tiệc hồ bơi. Ok, tụi mình uống gọi là nước nho các bạn, nước nho chứ không phải rượu, nước nho. Rồi champagne cháo ngầu anh ơi. Đúng rồi, nước nho này rất là ngọt nhưng mà tụi mình sẽ gọi là champagne các bạn. Dù nó không phải là champagne. Nó có chăng chăng không? Ê! Wow! Wow! Chúc cà vô vô nguyên đám vô. Lạnh quá. Wow. Quen đâu, quen đâu, em nhớ chí lạnh đâu. Đâu ăn đâu. Đây 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 đây, ăn đây đây, ăn đây. Vô, cạn ly nè, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Hai ba. Vô. Hai chương, hai chương, hai chương. Vô nè, vô nè. Ủa anh mặc đồ đi tắm luôn à? Được rồi. Quá đã, quá đã. Quá đã. Chạy thôi, dậy như vậy nè. Em dậy như thế này nè. Em dậy như thế này nè. À, mình sẽ hạ trái cây xuống để ốp trái cây nha bạn. Đầu tiên là dừa. Xì đát ốp luôn. Bò hút. Pepsi. Wow. Dưa hấu. Xì tên. Con hả vậy, con hả vậy? Không ra, mấy bạn. Rồi cái này là cái gì ta? Câu 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 câu. Và đây là cái hao trái cây siêu to khổng lồ, gồm có là xoài, nho, táo, xoài, chuối. Nói chung là chôm chôm nhãn rồi nữa bạn. Wow. Cái hồ bơi này là mình chủ yếu là sẽ làm khá là nhiều clip dưới hồ bơi luôn các bạn. Dạng như thử thách hồ bơi hay là thi lặn đồ các kiểu. Và sẵn cho tụi nó có chỗ đợi tụi nó tắm các bạn. Mỗi ngày mấy đứa này nó có rất là khoái tắm luôn, đi hồ đi sông rồi là nó tắm rất là nhiều. Xây thêm cái hồ bơi ở nhà luôn, vừa làm việc vừa tắm luôn nha các bạn. À, cái hồ bơi này là sâu là từ trên cái mặt nước này bạn, từ trên cái hiềm này nè xuống dưới đó, dưới đáy là 2m nha, sâu 2m. Ngang là 3m và chiều dài là 6m bạn, ngang 3m dài 6m, sâu 2m nha. Hương thử lặn thử cái coi tới đâu hơn. Ok. Vô tay lên nha. Chạm đáy luôn. Tức là vừa ló cái bàn tay lên thôi nha các bạn. 2m. Mấy mấy học sinh khá là phấn khích với lại cái hồ bơi này các bạn. Nào cũng hăng quạt đỏ hết. Nói chung là cái đám tụi mình là mặc là rất là gọi là lịch sự các bạn, áo vest nè, cà vạt nè, sơ mi bên trong đồ để dành khánh thành cái buổi lễ hôm nay. Còn riêng mấy anh cu thì nó không có cà vạt, không có áo vest các bạn, nên nó chơi cái bộ đồ hồi còn đi học đó. Áo sơ mi với lại khăn quàng nha. Nói chung là cho lịch sự. Có riêng toàn là chắc đốt hết áo rồi. Đồ thôi. Nó mặc cái áo này để quảng cáo cho mình nha bạn. Hiện tại là bên lovevlog.com của mình là có bán áo dành tặng cho fan như vậy các bạn. Lovevlog và chữ ký nha. Phía sau thì có chữ YouTube thôi. Nói chung là cái áo này mình bán là dùng để các bạn nào mà fan của mình mua về.
để kỷ niệm. Và đặc biệt là khi mua áo của bên mình đó thì các bạn sẽ được lưu lại số điện thoại, bạn ai mua thành công sẽ được lưu lại số điện thoại. Và khi mình có các thử thách mà dành cho fan á thì mình sẽ random, ai may mắn mà được vào thì sẽ được chơi chung những cái thử thách, ví dụ như người cuối cùng tên nóc nhà, người cuối cùng tên núi, người cùng tên biển gì đó, bạn chiến thắng thì lụm bơi cũ đó. Nói chung là mình vừa bán áo cho fan mà vừa có cơ hội cho fan tham gia với thử thách luôn nha. Toàn hôm nay là nó làm nhà đại diện quảng cáo nên nó không có mặc áo sơ mi nha bạn, mặc áo là vlog và đeo nơ của mấy cái phi công nha. Đây mình trải nghiệm bơi hồ bơi các bạn. Phương sinh tồn lụm chuối, chú Mỹ siêu to ổng rồi. Vì hôm nay là mình làm hồ bơi để có những cái series mà liên quan tới hồ bơi nên mình quyết định là làm hồ bơi tại nhà luôn các bạn. Sắp tới là mình sẽ có khá là nhiều những video mà liên quan tới hồ bơi nha. Bạn nào mà thích cái những cái series hồ bơi của mình hãy nhấn like, chia sẻ nha, để tụi mình có động lực thực hiện những cái series hồ bơi, thử thách hồ bơi là các kiểu các bạn. Tạm biệt các bạn. Tao chuối đâu?